Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andrê đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta nghe tin mừng Marco. Thánh Marco mô tả lời rao giảng của Chúa Giêsu. Chúa nói rằng thời kỳ đã mãn, tức là đến thời đến lúc rồi, bao sau bao nhiêu năm chờ đợi, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Người ta có thể hiểu triều đại Thiên Chúa cách đơn giản, tức là Đấng Cứu Thế đã đến, Đấng Mêsia đã đến. Còn nếu mà muốn hiểu khác nữa, cũng có thể là triều đại Thiên Chúa, tức là được sống trong tương quan với Thiên Chúa. Và để đi vào triều đại Thiên Chúa, để đón nhận Đấng Thiên Chúa sai đến, thì con người chúng ta phải có một thái độ tích cực, sám hối và tin vào tin mừng. Tin mừng do chính Chúa Giêsu loan báo. Tin mừng là tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn cho con người biết để tin vào Thiên Chúa và được cứu độ. Và để đón nhận triều đại Thiên Chúa, tin vào tin mừng, thì con người được mời gọi sám hối. Sám hối tức là thay đổi đời sống. Thường thường chúng ta vẫn đi xưng tội, ăn năn rồi đi xưng tội. Mà anh xem để ý xem, sau khi xưng tội rồi, chúng ta có quyết tâm thay đổi đời sống không? Bởi vì sám hối, ăn năn tức là thay đổi đời sống. Chứ không thuần túy chỉ là thôi, được tha tội rồi thôi, không có gì khác nữa. Khi Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta đó, ban ơn tha tội, tức là một lần nước trời, triều đại Thiên Chúa đến, thì cái vấn đề sám hối thay đổi đời sống đòi hỏi chúng ta. Rồi tôi muốn hỏi tiếp rằng, mỗi lần đi lễ rước lễ như thế này, đọc kinh, chúng ta nhằm mục đích gì? Tôi vẫn nói đi nói lại, để xin ơn này ơn kia. Nhưng mà cái điều chính yếu mà Chúa chờ đợi nơi chúng ta là thay đổi đời sống, thì dường như chúng ta không để ý chuyện đó. Anh em để ý xem, nếu mỗi lần tôi đi lễ, rước lễ, đọc kinh, tôi cố gắng dù chưa được, thì có lẽ sau một số năm nào đó tôi bắt đầu thay đổi rồi.
Mà nhiều người vẫn đi lễ, rước lễ, đọc kinh hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, vẫn không có gì thay đổi cả. Bởi vì họ không nhầm điều Thiên Chúa muốn, họ nhầm điều mình muốn. Hôm nay tin mừng Chúa Giêsu nói rõ chúng ta biết điều đó. Và Thánh Marco ghi lại cái điều này đó có nghĩa là gì? Lời giảng của tất cả mọi lời giảng của Chúa trong tin mừng đều kết tinh ở cái câu này. Triều đại Thiên Chúa đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Kết tinh ở cái câu đó, cho nên cuộc sống của người Kitô hữu, cuộc sống của người tin vào Chúa Kitô cũng phải thường xuyên là đặt tới cái mức đó, tức là không ngừng sám hối. Bây giờ tôi không nói tới việc đi lễ, rước lễ, đọc kinh, không nói tới việc đi xưng tội nữa, nhưng mà tôi muốn nói rằng sám hối phải là công việc chúng ta phải làm thường xuyên trong suốt cuộc đời của mình. Đó là điều mà chúng ta không để ý. Tại sao? Đồng ý rằng chúng ta bắt đầu đã đi vào triều đại Thiên Chúa rồi, đã tin vào Chúa Giêsu Kitô rồi, nhưng cái chuyện đó còn đang dở dang. Chúng ta phải tiếp tục đi sâu vào trong triều đại Thiên Chúa nữa, mà muốn đi sâu hơn thì phải sám hối, ăn năn. Chúng ta phải tiếp tục tin vào Chúa Giêsu Kitô nữa, muốn tin hơn nữa thì phải sám hối, ăn năn. Nhưng mà người ta không để ý tới chuyện đó. Trên đời sống đạo đức của nhiều người không tiến triển được là như vậy. Tôi muốn dùng hình ảnh của Chúa Giêsu nói: anh em hãy chiến đấu mà qua cửa hẹp. Nhiều người muốn vào mà không vào được. Triều đại Thiên Chúa hay là tin vào Chúa Giêsu Kitô được ví như là cái cửa hẹp. Cửa hẹp thì người ta phải cố gắng len lỏi làm sao đi qua được. Mà nếu mà mang vác đồ đạc nhiều quá thì không cách nào đi qua được hết. Nhưng mà cái đó muốn nói lên cái gì? Nói lên là muốn vào nước trời, muốn tin vào Chúa Giêsu Kitô thì người ta phải cố gắng. Ở chỗ khác, Chúa Giêsu cũng nói trong tin mừng: nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức mới vào được. Mạnh sức đây tức là có một cái sự cố gắng hàng ngày, không ngừng cố gắng. Đồng ý rằng anh xem đi lễ, rước lễ, đọc kinh đã là một cố gắng rồi, nhưng cố gắng đó chưa đủ. Cái cố gắng chính yếu là thắng vượt cái bản thân của mình này, là đổi mới con người, cuộc sống của mình. Cái đó mới là cái chuyện quan trọng hơn. Và tôi muốn nói rằng đi lễ, rước lễ, đọc kinh để chúng ta có thể thay đổi đời sống. Mỗi người nên nhìn lại kỹ đi, chúng ta nhìn kỹ đi, sẽ thấy rằng đấy, là đó, vì tôi không có để ý tới vấn đề thay đổi đời sống, sám hối, ăn năn, trên đời sống của tôi không tiến tới được. Nói rõ là cái mối tương quan của tôi với Chúa Giêsu chưa thấm thiết, chưa sâu xa hơn. Có đó, nhưng mà chưa. Tình yêu nó phải tiến triển chứ, đức tin cũng phải tiến triển chứ. Mà sở dĩ không tiến triển là vì chúng ta không cố gắng bản thân của mình. Đó, ấy, chúng ta nên nhìn kỹ đi. Trong cái thông điệp Thiên Chúa rủ lòng thương xót của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đó, có nói về vấn đề này. Ngài nói rằng cái vấn đề sám hối đó
không phải một là một lúc này lúc kia, nhưng là một tình trạng của những người đang lữ hành trên dương thế. Tình trạng có nghĩa là thường xuyên. Câu đó chúng ta hiểu như thế này: ngày nào cũng phải sám hối. Bởi vì chúng ta đang đi trên đường về nước trời, ngày nào cũng phải sám hối cho tới lưu nhúc, nhắm mắt lìa đời ra khỏi thế gian này mới ngưng. Người ta sẽ hỏi rằng sám hối để làm gì vậy? Để tiến tới, để tiến tới trong tình yêu, để tiến tới trong đức tin, để tiến tới trong cái tương quan mỗi ngày một tốt đẹp hơn với Chúa Giê-xu và nhờ Chúa Giê-xu với Thiên Chúa. Một số quan niệm từ trước đến nay tôi nghĩ rằng anh xem có lẽ cũng có nhiều người có cái quan niệm đó, và lo là giữ đạo để được rỗi linh hồn. Anh xem đọc, tại vì không đọc tin mừng nữa, đọc kỹ tin mừng xem. Đọc kỹ tin mừng thấy cái gì? Là Chúa Giê-xu luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Giờ tôi thí dụ tin mừng Luca chương 14. Chúa nói làm sao? Ai không dứt bỏ cha mẹ, vợ con anh em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không từ bỏ mình, vác thập giá thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Anh chăm nghe đó, tôi trưng nguyên văn đó chứ không phải không đâu. Có mình nhìn lại coi, Chúa đưa ra đòi hỏi quyết liệt lắm, chứ không không là bảo cứ nói đi lấy đọc kinh là đủ đâu. Không thể làm môn đệ tôi được. Cho nên chúng ta phải cố gắng phấn đấu mỗi lần mà chúng ta bỏ mình đó, đó là một lần hối cải, sám hối đấy. Mỗi lần chúng ta chịu đựng trong gia đình của mình là vì Chúa, chịu đựng chồng, chịu đựng vợ, chịu đựng con cái, hay là con cái chịu đựng cha mẹ, chấp nhận khó khăn vất vả, làm một lần chúng ta hối sám hối đấy. Chứ còn nếu mà sống theo tính tự nhiên, tức là gặp gì để bực mình thì chửi bới giận dữ rồi la hét om sòm, hay là giận rồi bỏ đi chẳng hạn, như vậy tất cả những cái chuyện đó đều không phải, không rõ ràng chúng ta không có sám hối ăn năn. Một lần nữa thưa anh chị em, chúng ta nên nhìn lại đi. Và hôm nay đó tôi muốn nói cái câu chuyện của bốn môn đệ đầu tiên được Chúa kêu gọi đó. Hôm nay anh chị em nghe đó, các ông bỏ lại tất cả đi theo Chúa, lập tức bỏ tất cả. Cái đó thì thật là cái ơn gọi của bốn môn đệ này là minh họa, tức là làm sáng tỏ cái lời kêu gọi của Chúa Giê-xu sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối luôn luôn phải có từ bỏ, bỏ một cái gì đó, nhất là bỏ chính mình, bỏ cái tính tự ái của mình, bỏ cái thích sở thích của mình, bỏ cái này cái kia của mình để làm đẹp lòng Chúa, để làm vui lòng người ta. Đó, bốn môn đệ đầu tiên mà tin mừng Marco ghi lại đó. Các ông muốn nói lên là các ông sẵn sàng đi theo Chúa, mà vì sẵn sàng theo Chúa, cho ông sẵn sàng bỏ lại hết để đi theo Chúa. Tất nhiên theo Chúa còn vất vả nữa, nhưng mà chưa, lúc đó là khởi đầu đó. Anh em có nghĩ rằng mỗi một ngày Chúa Giê-xu vẫn kêu gọi chúng ta không? Kêu gọi chúng ta rằng hãy đi theo Thầy, hãy theo Thầy. Có đấy thưa anh chị em. Mỗi ngày, dù chúng ta làm cái gì ở nhà, hay là nghỉ ngơi, hay là đi chợ, hay là đi làm vất vả, hay là bất kỳ khác, thì Chúa Giê-xu vẫn đi qua trong cuộc đời chúng ta và vẫn gọi hãy theo Thầy. Và muốn theo Thầy đó, không phải chỉ theo lúc đi lễ mà thôi đâu,
muốn theo thầy thì phải là có từ bỏ, có hy sinh, có cố gắng, có phấn đấu với chính mình. Mỗi ngày đó, anh xem thí dụ, tôi đề nghị buổi tối trước khi đi ngủ ấy mà, nằm trên giường rồi đó, đọc kinh tối xong là trên giường nghĩ lại xem. Hôm nay đó, tôi có yêu mến Chúa hơn hôm qua không? Hôm nay tôi có tìm cách này cách khác để làm đẹp lòng Chúa không? Hôm nay đó, hôm nay là tôi có dám hy sinh cái này cái này vì Chúa không? Mỗi một buổi tối chúng ta dành chừng một phút thôi, nhìn lại. Rồi nếu mình thấy chưa có gì hết thì ngày mai mình sẽ cố gắng. Dù hôm sau mình cố gắng mà chưa có kết quả, cái đó không quan trọng. Có cố gắng là được rồi, trước mặt Chúa. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng. Ngày nào cũng phải cố gắng. Buổi tối nó vậy, rồi sáng sớm khi thức dậy đó. Sáng sớm khi thức dậy đó, cái ý tưởng đầu tiên của chúng ta là lạy Chúa hôm nay, Chúa muốn con phải sống như thế nào? Đó, chúng ta nên gặp gỡ Chúa buổi sáng và buổi tối, một chút cũng được. Đấy, con phải sống như hôm nay, phải sống thế nào? Xin Chúa giúp con hôm nay. Rồi đọc kinh sáng, kinh tối gì đó, không cần. Cái đó, những cái chuyện kia là phải cần, phải có. Thì nhờ đó chúng ta mới tiến tới được chứ. Còn chẳng bao giờ ngồi mà, ngồi riêng với Chúa, nghĩ xem rằng Chúa muốn, Chúa đang chờ đợi tôi cái gì, Chúa muốn cái gì nơi tôi, dường như không bao giờ để ý cái chuyện đó. Mình chỉ lo đi lễ, rước lễ, đọc kinh xong, rồi ngủ, không có gì khác nữa. Chút nữa đó, anh em lên rước lễ đó, hỏi Chúa Giêsu xem, lạy Chúa, Chúa muốn con điều gì đây, Chúa đang muốn con điều gì. Đó, khi mình hiểu được một cách nào đó, thì mình cố gắng, cái đó cũng là thay đổi đời sống, tức là sám hối rồi. Nói cái khác, nếu chúng ta không sám hối thì chúng ta không tiến tới được trong đức tin. Không cố gắng thì không đi được bước nào hết. Mà tin mừng đòi hỏi chúng ta luôn luôn phải cố gắng nhiều hơn nữa, hôm nay phải hơn ngày hôm qua. Bởi vì Chúa Giêsu, ai đã đi theo Chúa rồi, đã bắt đầu gặp gỡ Chúa rồi thì Chúa muốn người đó hơn nữa kia, sống thân tình với người hơn nữa. Mà muốn hơn nữa thì phải cố gắng sám hối. Sám hối không những mỗi ngày mà có khi trong từng công việc một, để chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa như Chúa muốn.